Dưới cội cây bao cũng đều làm
đi quanh bên mặt ba vòng chân tay cung kính dùng ca cánh người khen của Bồ Tát mà người khen phần rồi đúng qua một tiếng. Ưa vui chim ngưỡng ai đấng Thế Tôn từ lúc ca về Bồ Tát do từ dưới đấng vọt lên dùng cán cách người khen của Bồ Tát mà khen người phận thời gian đó trải qua 50 tiểu kim. Bây giờ đừng Thích Ca Mâu Ni Phật nín lặng ngồi yên cùng hàng tứ chúng cùng đều nín lặng 50 tiểu kiếp vì do sinh thần của phần thiên hàng đại chúng cho là như nửa ngày. Bây giờ hàng tứ chúng cũng nhờ chân thân của phần thấy các Bồ Tát đầy khắp vô lượng nghìn muôn ưng cõi nước hư không trong chúng Bồ Tát nó có bốn vị đạo sư một hướng hành, hai vô biên hạnh, ba tình hạnh, bốn an lâm hạnh, bốn vị Bồ Tát này là bằng thường thủ tướng đạo sư trong chúng đó ở trước đại chúng. Bốn vị đồng chắp tay nhìn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà hỏi thăm rằng: Thưa Thế Tôn, có được ít bình yên não an vui luôn chăng? Những người đang độ thủ nhau dễ chăng chẳng làm cho Đức Thế Tôn xin mỏi nhọc chăng? Khi đó bốn vị Bồ Tát nói kể rằng: Thế Tôn được an vui yên bình cùng ít não giao hoa cả chúng sinh được không mối nhầm ư lại các hàng chúng sinh. Thủ hoa có dễ chăng chẳng làm cho Thế Tôn sinh nhầm mệnh đó ư lung? Bây giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng Bồ Tát mà nói rằng đúng thế, đúng thế. Ca thiền nam tử đứng Như Lai an vui ít bệnh yên não, các hàng chúng sinh hoa đồ được dễ không có nhọc mệnh. Vì sao? Vì ca chúng sanh đó từ nhiều đời nhân lai trường đưa ta dạy bảo mà cũng từng ở nơi các phần qua cung kính tôn trọng trọng ca coi lành ca chúng sinh đó vừa mới thấy thân ta nghe ta nói phàm liền đều tiến nhận vào đưa trong quê của Như Lai. Trừ người trước đã tu tâm học hành hiểu thưa, nhưng người như thế ta cùng khiến được nghe kinh này vào trong tuệ của phần. Lúc ấy càng vì Bồ Tát nói kể rằng: Hãy thay, hãy thay Đức Đại Hùng Thế Tôn, ca càng chúng sinh tại đều hoa đô đường về hay nói các đức phần. Về trí tuệ rộng sâu nghe pháp rồi tin làm chúng con đều tùy hỷ. Khi đó Đức Thế Tôn khen người càng vì Đại Bồ Tát thường thủ hay thay, hay thay thiền nam tử. Chẳng ông có thể đối với Đức Như Lai mà phát lòng tùy hỷ. Bây giờ Ngài Di Lặc Bồ Tát cùng tám
chúng ta từ xưa nhận lại chẳng thấy chẳng nghe các chúng đại Bồ Tát như thế từ dưới đấng vọt lên đứng chưa được Thế Tôn chắp tay cung vàng thăm hỏi như này. Lúc đó ngài Di Lặc Bồ Tát biết tâm niệm của tam nghìn hằng hà sa chúng Bồ Tát cùng muốn từ giải phía chỗ nghi của mình bèn chăm tay hướng về phía Phật nói kệ hỏi rằng: Vô lượng nghiệp muôn ân căn Bồ Tát đại chúng từ xưa chưa từng thấy tung nói là từ chốn nào đến do nhân duyên gì nhóm tăng lớn đại thần thông trí tuệ chẳng nghĩ bàn trí niệm kia bền vững có chất nhân nhục lớn chúng trên chỗ ưa thấy là từ chốn nào đến mỗi mỗi hàng Bồ Tát đem theo các quyền thuộc chỗ đông không thể lượng như chỗ hằng hà cha hoàng có đại Bồ Tát đem sáu muôn hàng xa càng đại chúng như thế một lòng cầu quân đạo những đại sư đó thành sáu muôn hàng hà xa đều đến cúng dường Phật cùng hộ trì kinh này đem năm muôn xa số này hơn số trên bốn muôn và ba muôn hai muôn đến một muôn một nghìn bốn trăm thầy nhận đến muôn hàng xa nữa và ba bốn phần một phần trong ức muôn nghìn muôn na do ta muôn ức cán đề tự nhận đến đêm nửa ưng số đông lại trăm muôn đến một muôn một nghìn và một trăm năm mươi cùng một mươi nhận đến ba hai một viên mình không quyên thuộc ưa thích ở riêng vẫn đều đi đến chỗ phần số đây càng hơn trên càng đại chúng như thế nếu người quá khẽ đêm qua nơi kim hằng xa còn chẳng thể biết hết cả vì uy đức lớn chúng Bồ Tát tinh tấn ai vì đó nói pháp giao hóa cho thành tựu từ ai đầu phán tâm xưng dương phận pháp nào thủ trì tu kinh gì tu tâm phân đạo nào các Bồ Tát như thế thần thông chức trí lớn đất bốn phương rung đức đều từ đấng vò lên Thế Tôn con từ xưa chưa từng thay viễn đó xin phần nói danh hiệu cõi nước của kia ở con thường qua căn nước chưa từng thấy chúng này con ở trong chúng đây bèn chẳng quen một người thoa vây từ đấng lên mong nói nhân duyên đó nay trong đại hội này vô lượng trăm nghìn ân ca chúng Bồ Tát đây đều muốn biết việc này hàng Bồ Tát chúng kia đông ngọn nhân duyên đó Thế Tôn đừng vô lượng cuối mong quyết lòng đi khi ấy càng vì phần của đấng Thích Ca Mâu Ni phần thân từ vô lượng nghìn muôn ưng cõi nước ở vương ca đến ngồi xem mà bằng trên tòa sư tử dưới ca công cây bao nơi trong tám phương hàng thì gia của phần đó đều thấy đại chúng Bồ Tát ở bốn phương
đại thiên cơ đẳng võng lan trụ trang hư không đều bạch với phần mình rằng thế tôn ca na đại chúng vô lượng vô biên a tăng kỳ bồ tát đó từ chốn nào mà đến lung ê can đơn phần đều báo thì giá ca thiền nam tự hãy chờ giây la hiền có vị đại bồ tát tên là di lặng là vì mà đứng tính ca mâu ni phần thù kia kế đây sẽ làm phần đã hỏi viện đó đứng phần sẽ đáp các ông tự được nghe bây giờ đứng thánh ca mâu ni phật bảo ngài di lăng bồ tát hai tay hai thay a dần đa bèn có thể hỏi phần việc lớn như thế các ông phải chung một lòng mừng giáp tình tấn phát y bền vững này đức như lai muốn hiện phát tuyên bài trí tuệ của các đức phật chân thần không tự tại của các đức phật chân sư tự mạnh nhanh của các đức phật chân uy thế mạnh lớn của các đức phật khi đó đức thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng phải một lòng tinh tấn ta muốn nói việc này chớ nên có nghĩa hồi thi phật chẳng nghĩ bằng ông này gắng sức tìm chỗ nơi trong nhận thiền chỗ pháp xưa chưa nghe nay đều sẽ được nghe này ta an ủi ông chớ ôm lòng Phật không lời chẳng thần trí tuệ chẳng nghĩ ban phần đường pháp bậc nhân ai rất sâu khó phân biệt như thế này sẽ nói cán ông muốn lòng em khi đứng thế tôn nói kể đó bao ngày di lăng bồ tát ta ở trong đại chúng này tuyên bảo các ông mà dần đã cán hạng đại bồ tát vô lượng vô số a tăng kỳ từ dưới đấng bò ca mà các ông từ xưa chưa từng thấy đó chính ta ở cõi ta ba luôn được vô thượng chính đẳng sinh gia rồi giáo Bồ Tát đó điều phục tâm kia kiến phán đạo tâm ca vì Bồ Tát đó ở phía dưới cõi ta ba cõi đó chùa giữa hư không ở trăng ca kinh điển đồng tùng thông lệ suy lâm rõ hiếu nghị tưởng chân chánh a dần đa can thiện nam từ đó chẳng thân ở trong chúng nhiều nói bàn thường ưa ở chỗ vắng xuyên tu tinh tấn chưa từng thôi giơ cung chẳng nương tựa người trời mà ở thường ham trí tuệ sâu không có chướng ngại cũng thường ham nơi pha của đừng và chuyên lòng tinh tấn cầu tuệ vô thường lúc đó đừng thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng a dần đa ông nên nghĩa sáng bồ tát ngân này từ vô số kiếm lại tu tâm trí tuệ phần đều là ta hoa đồ thiên pháp đại đạo tâm chung đó là con ta y chỉ thế giới này thường tu hành đâu đà chi thân ở
cho văn bò đại chúng ồn nao chẳng ưa nói bằng nhiều ca vì đó như thế. Hồng tâm đạo pháp ta ngày đêm thường tinh tấn vì để cầu phần đạo ở phương dưới ta bà trụ vừa quán hư không sức trí niệm bền vững. Trường xuyên cầu trí tuệ nói các món pháp màu tâm kia không sợ sến ta ở thành già gia ngồi dưới gông bồ đề thành bằng tôi chính gian truyền pháp luân vô thường. Rồi mời giáo hoa đỏ kiến đều phan đạo tâm nay đều dù bấm thôi đều sẽ được thành phần nay ta nói lời thần ca không một lòng tin ta từ lâu xa lại giáo hoa cả chúng đoan. Bây giờ ngài Di Lặc Bồ Tát cùng vô số chúng Bồ Tát lòng sinh hoàng nay làm là chưa từng có mà nghĩ rằng thế nào đừng Thế Tôn ở trong thời gian rất ngắn mà có thể giao vô lượng vô biên. A Tăng Kỳ Cang Đại Bồ Tát đó làm cho chỗ nơi vô thường chính đáng chân gia liền bằng phần rằng Thế Tôn đứng như lai lúc làm thái tư rời khỏi cung dòng thính ngồi nơi đạo tràng. Cánh thành già gia chẳng bao xa đưa thành vô thường chính là đáng chính gia từ đó đến nay mới hơn 40 năm đừng Thế Tôn thế nào ở trong thời gian ngắn đó làm nên phần sự lớn. Do thế lần của phần do công đức của phần giáo hóa vô lượng chúng Bồ Tát lớn như thế sẽ thành vô thượng chính đàn chính và Thế Tôn chúng đại Bồ Tát này gia sư có người trong nghìn muôn ứng kim đếm không thể hết chăng nữa ngàn mê chúng đó từ lâu nhận lại ở nơi vô lượng vô biên các đấng phật trồng ca đông lăng thành tựu đạo Bồ Tát thương tu pháp hành. Thế Tôn nguyện như thế đời dân có tin thì như có người trắng đẹp tông đèn tuổi 25 chỉ người trăm tuổi nói đó chỉ là con của ta người trăm tuổi nọ cũng chỉ gả tuổi nhỏ nói là cha ta để nuôi ta tại vì đó có tin đức Phật cũng như thế từ long thành đạo nhận đến nay kỳ thực chưa bao lâu mà các đại chúng Bồ Tát đó đã ở nơi vô lượng nghìn muôn ứng kiếm vì phần đạo nên chuyên tu tình tấn kéo nhằm xuân trụ nơi vô lượng nghìn muôn ứng tam muội được thần không lớn tu hành thanh tịnh đã lâu kéo hay trừ thư đề tầm ca Phật lành giỏi nơi vẫn đáng là bao quý trong loài người. Tất cả thế gian rất là yên có ngày nay đứng Thế Tôn mời nói lúc được phần đạo băng đầu khiến kia phát tâm vào chỉ dạy nhiều giấc làm cho kia hướng về vô thừa chính đàng chính gian. Đừng Thế Tôn thành phần chưa bao lâu mà bèn có thể làm được phía công đức lớn này chúng con giàu lại tin phần tùy cơ nghi nói pháp lời phần nói ra
từng vòng. Chỗ phần bia tay đều thông xuống như càng Bồ Tát mới phán tăng sau khi phần diệt đó. Nếu nghe lời này hoặc chẳng tin nhận sinh nhân duyên tội nghiệp phá chinh phá kinh thưa Thế Tôn, mong vì chung giải nói trừ lòng nghi của chúng con và các thiện nam tử đời vì lai nghe việc này rồi cũng chẳng xin nghi. Lúc đó Ngài Di Lặc muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: phần xưa từ dòng thánh xuân gia gần già gia ngồi dưới cây bồ đề đến nay còn chưa xa các hàng phật tử này số đông không thể lường lâu đã tu phần đạo trụ nơi sức thần thông theo hồng đạo bồ tát trang nghiêm pháp thế gian như hoa sen trong nước từ đất mà vọng ra đều xin lòng cùng kinh đứng nơi trưởng Thế Tôn việc đó có nghĩa bằng thế nào mà tin được phần được đạo rất gần chỗ thành tựu rất nhiều mong vì trừ lòng nghĩ như thực phân biệt nói thí như người trẻ mạnh tuổi mới 25 chỉ người trăm tuổi già tông ba và mạnh nhân. Bọn này của ta sinh con cũng nói là cha cha trẻ mà con già mỗi người đều chẳng tin Thế Tôn cùng như thế được đạo đến nay gần ca chúng Bồ Tát này. Chỉ vẫn không nhiễm được từ vô lượng kiếp lại mà tu đạo Bồ Tát giỏi nơi gần hỏi đáp tâm kia không sợ tên nhân nhung lòng quyết định đoan chánh có uy đức mười phương Phật khen ngợi. Kéo hai phần biển nói chẳng cách ở trong chúng thường ưa thuyền đến vì cầu quân đảo vậy chỗ không phương như chúng con từ phận nghe nơi thuyền này không yên. Nguyện phần vì người sao diễn nói thiên rõ hiểu nếu người ở kinh này xin nghi lòng chẳng tin phải đoạ đường dương. Mong nay vì giải nói vô lượng Bồ Tát đó thế nào thời gian hẳn giáo hoa kiền phát tâm mà trụ bận bất thôi.